Tiếp tục câu chuyện liên quan đến vấn đề nhiễm khuẩn bệnh viện. Như chúng tôi đã đề cập đến trong các bản tin trước, thì tình trạng nhiễm khuẩn đang xảy ra ở rất nhiều bệnh viện, đặc biệt là ở các bệnh viện chuyên khoa nhi. Trong khi đó, thì với các bệnh nhi, việc kiểm soát nhiễm khuẩn vô cùng quan trọng, là một trong những bệnh viện đầu ngành về khám và điều trị bệnh cho trẻ nhỏ. Hiện Bệnh viện Nhi Trung ương đang phải áp dụng một quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn nghiêm ngặt. Quy trình này đang được thực hiện như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận sau của nhóm phóng viên VTC14. Trong số 32 trẻ đang điều trị cách ly tại khoa hồi sức ngoại Bệnh viện Nhi Trung ương, có 3 trẻ trong tình trạng nguy kịch do bị nhiễm khuẩn khi điều trị ở bệnh viện tuyến dưới. Lo ngại hơn, nhiều trẻ mang trong mình vi khuẩn kháng kháng sinh. Để ngăn chặn tình trạng nhiễm khuẩn chéo, nhiễm khuẩn bệnh viện, ngay từ khi nhập viện, các bé đã được cách ly tuyệt đối. Trên cơ sở đó chúng tôi đã phải kiểm tra sàng lọc và cách ly. Nhưng còn những cái chúng tôi khẳng định là bệnh nhân có nhiễm khuẩn bệnh viện hay không thì trong 32 bệnh nhân hiện tại chúng tôi có thì có 3 bệnh nhân là có nhiễm khuẩn bệnh viện. Còn tại tất cả các khoa phòng khác của bệnh viện luôn có những hình ảnh hướng dẫn các bước kiểm soát nhiễm khuẩn như thế này. Tại các giường bệnh, dung dịch sát khuẩn nhanh là vật dụng không thể thiếu. Tất cả các y bác sĩ trước khi tiếp xúc với bệnh nhi đều phải sát khuẩn bàn tay. Khi thực hiện vệ sinh tay thì phải tuân thủ 6 cái kỹ thuật vệ sinh tay được Bộ Y tế cập nhật từ Tổ chức Y tế Thế giới triển khai. Thì đối với Bệnh viện Nhi Trung ương chúng tôi thì việc mà trang bị tất cả các chai sát khuẩn ở cửa ra vào tại đầu giường tạo nên một cái điều kiện hết sức thuận lợi. Người cán bộ y tế cũng như người nhà người bệnh có thể thực hiện cái việc vệ sinh bàn tay bất cứ một lúc nào khi mà có cái cơ hội chăm sóc và tiếp xúc với lại các em bé. Hướng dẫn cho cán bộ nhân viên cùng nhau để thực hành thật tốt, và đặc biệt trong đó là cái chiến lược rửa tay là cần phải tuân thủ rửa tay đủ và rửa tay đúng các thời điểm khi mà tác động đến bệnh nhân. Thế rồi tiếp theo là hướng dẫn cho các ông bố bà mẹ khi mà chăm sóc con thì cũng phải có những cái cách thức phù hợp để tránh cái tình trạng lan tràn của vi khuẩn của con mình sang cái môi trường bên ngoài cũng như là của các em bé khác đến cho con mình. Do đặc thù là bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối nên Bệnh viện Nhi Trung ương thường xuyên tiếp nhận một lượng lớn bệnh nhân từ tuyến dưới đến khám và điều trị. Trong đó, hầu hết các bệnh nhân nặng thường được chuyển đến khoa hồi sức cấp cứu và hồi sức ngoại, nên ở hai khoa này, nguy cơ nhiễm khuẩn là rất cao. Trước thực trạng này, nhiều năm qua tại các khoa phòng của bệnh viện đều có mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn. Nhiễm khuẩn bệnh viện có thể được xếp vào một loại bệnh dịch, bệnh nhiễm trùng nguy hiểm bởi vì rất là dễ mắc, dễ lây lan, chi phí điều trị tốn kém và tỷ lệ tử vong cao. Nhưng chúng ta lại hoàn toàn có thể phòng tránh một cách có hiệu quả bằng các cái biện pháp hết sức là phổ thông, đơn giản. Được biết, so với các chi phí để đầu tư máy móc, thiết bị, phục vụ công tác khám, chữa bệnh, thì chi phí dành cho công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện không nhiều, nhưng lại có vai trò rất quan trọng, thậm chí còn liên quan đến tính mạng của người bệnh. Tuy nhiên, do chi phí này không được tính vào giá của dịch vụ y tế, các bệnh viện phải tự chi trả, nên không phải cơ sở y tế nào cũng có ý thức thực hiện tốt việc kiểm soát nhiễm khuẩn.